Thân mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh YouTube Quỳnh Thủy Tinh nha các bạn. Nơi mà các bạn có thể cập nhật được những mô hình và cây trồng tại miền Tây ha. Thì hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem một cái mô hình là vườn ươm của cây ớt nha các bạn. Thì hôm trước thì mình cũng có là chia sẻ cho các bạn về cái kỹ thuật trồng ớt này nọ các bạn. Thì có nhiều bạn là cũng là ươm cây ớt nhưng mà nó thất bại các bạn, nó không có lên đều á. Thì các bạn là có hỏi mình là có biết chỗ nào là bán ớt mà người ta ươm sẵn hay không, nghĩa là lên cây giống như thế này nè các bạn. Thì hôm nay thì mình cũng đã cố gắng là mình tìm được một cái vựa ớt các bạn mà người ta chuyên ươm á để mà trồng á. Thì để mình quay mình chia sẻ cho các bạn luôn. Thì khu vực của mình đang ở là khu vực là Tiền Giang là mà thị xã Gò Công nha các bạn ha. Còn cái mô hình này thì đang quay ở là Gò Công Đông nha các bạn. Thì để tiện cho các bạn nào mà ở Tiền Giang mà cần muốn mua giống á, thì mình cũng xin được giới thiệu luôn ha. Thì các cây giống cây ớt này các bạn thì nếu mà mua tại vườn á, như nếu như là mình á, thì mình quen á, thì mình sẽ mua từ là 1.200 cây nha các bạn ha. Còn nếu như là các bạn thì có thể là 1.300, 1.400 gì đó. Nói chung là do mình thương lượng thôi, rồi mình trồng nhiều hay ít thôi các bạn. Thì cái giá sỉ mà thì các bạn biết là nếu như là mua nhiều á, thì nó sẽ rẻ. Còn nếu như là mua ít á, thì nó hơi đắt nha các bạn ha. Đó, thì các bạn xem là cái mô hình trồng ớt hay cái mô hình này trồng ở giáp lộ luôn nha các bạn. Cái trồng cái vườn ươm này nè ở giáp lộ luôn. Thì người ta cũng tưới nước là thường xuyên các bạn, cũng như là dùng cái giá thể cũng như là lấy cái mà cái lá dừa các bạn người ta quấn lại á, người ta trồng. Thì hôm nay quay cho các bạn xem cận cảnh luôn cái vườn ươm cây ớt nha các bạn. Đó. Thì bạn nào mà có nhu cầu á, mà muốn mua thì cứ liên hệ mình ha. Mình có để cái số điện thoại mình á, ở trong cái trang chủ của kênh á, cũng như là cái Zalo của mình đó. Thì cũng như mô tả thì mình cũng để luôn. Thì các bạn nào cần thì liên hệ mình. Thì mình chỉ ở đây á, là mình là mua giùm cho các bạn luôn. Nếu như bạn ở trong cái tỉnh của mình á, thì mình mua giùm các bạn thì mình sẽ lấy tiền xăng ha. Thì là vậy ha. Thì mình sẽ giao cho các bạn. Thì các bạn xem là thì nếu như là mình mua thì nó sẽ được là cái giá là 1.200 nha các bạn. Còn các bạn mà mua tự mua này nọ thì sẽ là 1.300 tùy theo số lượng. Ở đây thì mình xin chia sẻ như vậy ha. Đó, các bạn qua cho các bạn xem nè đó. Thì hôm trước thì cũng có nhiều bạn là ươm ớt các bạn không có thành công thì các bạn cũng sử dụng là cho chấu các bạn, nhưng mà mình nghĩ là do cái thời tiết các bạn. Hạt giống thì ớt thì nó rất rất là mạnh rồi, nhưng mà do thời tiết thì các bạn ươm cũng không có thành công nữa. Ví dụ như là bạn gieo 1.000 hạt đi thì nó lên đâu khoảng là mấy trăm hạt thôi, nó không có đạt được cái hiệu quả. Thì mình khuyên các bạn nếu như là các bạn muốn trồng liền á thì các bạn có thể mua cái này ở đây ha, thì giá thì cũng được nha các bạn, nó cũng là không có mắc mấy. Còn ớt mà cái thời điểm ớt mà nếu mà nó trúng giá rồi á, thì nó 100.000 ký là chuyện bình thường nha các bạn. Còn nếu như mà ớt mà nó không trúng giá thì nó cũng tầm đâu là mấy chục ngàn nha các bạn ha. Còn tệ lắm thì nó cũng khoảng là mười mấy ngàn, nó là vậy. Nói chung là mình cũng hên xui trồng ớt này, cái giá cả thì nó cũng hên xui nha các bạn. Để mình đi tới cái chỗ khác mình quay cho các bạn xem nè, nó. Thì cứ một vòng như vậy là khoảng là 1.000 cây nha các bạn ha. Ở đây mình cũng hỏi chủ, người ta nói như vậy thôi chứ mình cũng chưa có đếm được nha các bạn. Nó chưa có chuẩn nha. Đó, các bạn xem nè. Nó thì cứ mọc xè như vậy á, thì nó lên rất là đều nè. Đó các bạn. Nếu như mà mình mua lẻ thì người ta cũng bán nha các bạn ha. Còn ở đây á, thì mình nhận là mua giùm cho các bạn. Nhưng mà ở gần như Long An này nọ đó, Bến Tre này nọ thì mình sẽ đi giao cho các bạn luôn. Mình có thời gian mà. Mình có thời gian. Thì các bạn chịu cái tiền xăng cho mình thì mình sẽ đi mua giùm cho các bạn. Đó, còn khúc này là người ta mới ươm nè các bạn. Đó. Thì số điện thoại của mình thì mình cũng có để, còn nếu như mà các bạn mà cần thiết nữa thì các bạn có thể là đến trực tiếp ha, thì mình điện thoại mình thì mình sẽ dẫn các bạn đi mua. Đó các bạn, lên đều ở đây là ươm rất là nhiều nha các bạn ha, có nhiều loại cây khác nữa. Thì gần Tết đó các bạn thì người ta có ươm cây vạn thọ nữa các bạn. Đó. Thì bạn nào muốn trồng vạn thọ này nọ thì cũng có thể là liên hệ mình ha. Vạn thọ thì nó là 1.000 cây nha các bạn ha. Còn mua giá sỉ hay là mua số lượng nhiều thì sẽ tính khác nha các bạn. Đó, để quay cho các bạn xem nè. Ở bên kia là ươm cũng là cái ớt nha các bạn. Nói chung là rất là nhiều. Ở trên là nó có mái che hết à.
để hạn chế là nắng mưa các bạn. Thì bạn nào đang xem video của mình hãy like cho mình một like nha các bạn ha, để mình có động lực mình chia sẻ cho các bạn những cái mô hình cây trồng tại miền Tây của mình nha các bạn. Đây các bạn nhìn rất là đã mọi người ha. Thì bạn nào mà cần mua hay gì đó thì cứ comment để số điện thoại bên dưới, hoặc liên hệ cái Zalo của mình các bạn, thì rảnh thì mình sẽ trả lời cho các bạn ha. Thì trồng ớt này thì mình xin chia sẻ cho các bạn chút xíu kinh nghiệm ha. Thì video trước mình cũng đã nói rồi, thì nên canh vào những cái tháng mà dạng như là nó thuận lợi nha các bạn, chứ đừng có canh những cái tháng mà nắng quá. Nói chung là canh những cái tháng mà mưa này nọ đó, giá nó sẽ rất là cao. Với lại cái cây ớt này nè các bạn, là nó chịu cái bóng mát nhiều hơn. Thường đó là người ta sẽ trồng xen canh với cây gừng đó. Và các bạn để ý thì mình cũng có chia sẻ cho các bạn một số là mô hình là trồng ớt xen canh với gừng á, các bạn xem người ta làm kinh tế nó tăng, rất là tăng ổn định luôn, đất mình không có bỏ phí được. Chứ mà mình trồng một loại các bạn thì với cái giá trị kinh tế của mình nó thấp lắm. Ví dụ như cái loại cây gừng đi, nếu mà nó không trúng giá thì có cái ớt nó gịch lại. Còn nếu như là cây ớt mà mình bị thất giá thì cái gừng nó gịch lại. Nó là vậy các bạn. Hầu như là mình kinh tế theo cái, mình kinh doanh theo cái kiểu đó là mình không có thể nào lỗ được hết á. Lỗ cây này thì cây kia nó gịch lại, xui lắm luôn á, là hai cây nó bị lỗ á. Xui lắm luôn các bạn. Ở đây mình xin chia sẻ với các bạn vậy ha. Nè, ở đây là lá dừa quấn lại nè các bạn, còn để nè các bạn đó. Ở đây là có ươm cây vạn thọ nữa nè các bạn. Thì vậy thời điểm này mình quay cho các bạn xem á, thì cái vạn thọ nó bán đắt hơn là cái ớt các bạn, tại vì gần Tết nè, người ta hay trồng, hay người hay mua lẻ để đặng người ta bán các bạn. Ví dụ như mua sỉ với giá chú lượng là 500 đồng cây thì người ta sẽ bán ra là 1.000 cây các bạn, thì người ta kiếm lời các bạn. Còn này là người ta bán lẻ cây ớt này các bạn đó. Khi mà bán lẻ thì sẽ điếm cây nha các bạn. Đó, quay cho các bạn xem á. Thì mình quay cái này chủ yếu là mình chia sẻ cho các bạn cái vườn ươm thôi, chứ không có chia sẻ kỹ thuật nhiều nha các bạn. Thì ở đây mình cũng trồng như mọi người thôi, chứ cũng bệnh nhiều nữa các bạn, chứ cũng có một số kỹ thuật nhỏ thôi. Đôi lúc thì mình xịt nó cũng không hết nữa các bạn. Thì chia sẻ thì cũng là chia sẻ như vậy, chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế thôi các bạn, chứ mình không phải là kỹ sư này nọ nữa. Trồng thì có năm thì trúng, có năm thì nó cũng lỗ các bạn, chứ không có lời nhiều. Thì bạn nào đang xem hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Khi mình ra video á thì các bạn cũng có thể là nhận được nha. Rồi thôi, thì video quay nãy giờ cũng lâu rồi các bạn. Thôi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp của mình ha. Thì bạn nào có câu hỏi cũng như là câu trả lời gì đó, câu hỏi gì đó thì cứ nhắn tin cho mình ở dưới cái phần bình luận á, thì mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Rồi mình xin được mến chào.